Đại tiệc The 11 Unity. Hành trình bứt phá không giới hạn cùng Anh ngữ Miss Hoa. Sự kiện lớn nhất năm 2023 trong tháng 11 này. Bốc thăm trúng thưởng lên tới 100 triệu đồng. Quỹ học bổng 1 tỷ đồng. Quà tặng 1.000 cuốn sách cấp tốc giao tiếp ngữ pháp TOEIC trọng điểm. Miss Nguyễn Thị Hoa, founder thương hiệu Miss Hoa giao tiếp và Miss Hoa TOEIC. Ca sĩ Vũ Cát Tường. Dấu mốc 11 năm hành trình bứt phá ấn tượng. Đêm hội tụ, vinh danh cho học bổng Anh ngữ Miss Hoa, học viên và cá nhân xuất sắc. Làm thế nào để nhận được tấm vé mời? Vé mời chỉ dành cho học viên đăng ký lớp TOEIC và giao tiếp trong tháng 10 và tháng 11 này. Cơ hội nhận học bổng lên đến 100%. Hãy đăng ký ngay!